Hello, xin chào tất cả anh em. Lại là Quang Thái Gia Lai đây. Hôm nay lại là chủ đề cũ của anh em ha. Giới thiệu với anh em một con máy Huawei chính hãng anh em ha. Huawei 541 RS anh em ha. Thì có một ông bác cũng ở gần đây thôi anh em. Nhưng ở gần chứ mà cũng mới gặp nhau lần đầu anh em. Ông bác đã xem trên kênh YouTube của Quang Thái Gia Lai, cũng vừa xem và cũng tin vào kênh Quang Thái. Ông bác đã ghé cửa hàng ủng hộ cho một con máy Huawei anh em ha, Huawei 541 RS anh em, chính hãng anh em ha. Đấy, ông bác này đã đến cửa hàng và xem máy và bác yêu cầu test luôn anh em, test để bác yên tâm luôn ha, yên tâm về bác dùng. Thì ông bác này tuy là ở gần cách cỡ 3-4 cây số tính từ cửa hàng tới nhà bác thôi anh em, nhưng mà cũng gặp nhau lần đầu. Thì bác cũng xem kênh lâu rồi nhưng mà nay cũng có dịp ủng hộ cửa hàng và để coi những cái chi tiết trên máy, như những clip trước Quang Thái đã mách bảo ha, đã chia sẻ về xem để mà nhận diện được con máy chính hãng anh em ha. Thì bác đã tin vào kênh, tin vào cửa hàng, đã đến cửa hàng và ủng hộ con máy. Bây giờ Quang Thái test cho bác, để bác test rồi đóng thùng lại để bác về nhà cho bác dùng anh em. Thì bác bảo thì cũng chưa dùng nên ráp rồi nó cũng kền kèn. Thì bác yêu cầu thế thì Quang Thái cũng test luôn anh em ha. Thì Quang Thái cũng nói sơ về con máy này anh em ha. Như những clip trước thì Quang Thái cũng chia sẻ tỉ mỉ về cách mà mình có một ít kiến thức anh em, kiến thức cơ bản để mình nhận diện được con máy chính hãng và con máy nhái nha anh em. Thì ở trên logo, coi anh em nào muốn xem xét kỹ hơn thì coi những clip chi tiết hơn anh em. Còn bây giờ thì Quang Thái quay qua camera thì không có chi tiết được, chỉ nói được những cái mà Quang Thái có thể chia sẻ đến anh em thôi. Thì như là bộ chớ One Pro WK ha, của Nhật, chính hãng ha, siêu tiết kiệm xăng ha. Mâm điện Akande ha. Đấy. Thì những cái clip trước Quang Thái đã ghi rõ ràng chi tiết cho anh em. Nếu anh em muốn xem chi tiết thì coi trên cái clip đấy. Thì bây giờ thì Quang Thái thì chia sẻ là một cảm ơn, trước hết là cảm ơn ông bác đã ủng hộ cửa hàng và mua và tin tưởng cửa hàng. Tuy là mới gặp nhau lần đầu ha, cũng gần 40 năm rồi giờ mới gặp được bác, nhưng mà bác đã tin tưởng vào cái người bán hàng thì cảm ơn bác rất nhiều. Bây giờ thì cũng kết thúc video rồi, thì có dịp khác thì Quang Thái sẽ chi tiết hơn nữa về con máy ha. Rồi một lần nữa cảm ơn bác rất là nhiều. Chúc bác sức khỏe. Chúc tất cả anh em nhiều sức khỏe ha. Rồi kết thúc video anh em ha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.